điều kiện để đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp sổ đỏ. Trường hợp đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nhưng thỏa mãn một số điều kiện nhất định vẫn sẽ được cấp sổ đỏ. Điều 100 luật đất đai 2013, Điều 18 Nghị định 43 trên 2014 trên NDCP và khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01 trên 2017 trên NDCP quy định rõ các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, bao gồm một những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Ba giấy tờ hợp pháp về thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất. Giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất. Bốn giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Năm giấy tờ thanh lý. Hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở. Giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật. 6 giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cú cấp cho người sử dụng đất. 7 các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của chính phủ. Cụ thể, sổ mục kê đất, sổ kiến điện lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, sở tài nguyên và môi trường. Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp sổ mục kê đất. Sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 đang được lưu trữ tại cơ quan mình cho Ủy ban Nhân dân cấp xã và người sử dụng đất để phục vụ cho việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký dụng đất theo chỉ thị 299TTG ngày 10 tháng 11 năm 1980, bao gồm cộng biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký dụng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp, cộng bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do ủy ban nhân dân cấp xã hoặc hội đồng đăng ký dụng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện cấp tỉnh lập cộng đơn xin đăng ký quyền sử dụng dụng đất đối với trường hợp không có hai loại giấy tờ trên trường hợp trong đơn xin đăng ký quyền sử dụng dụng đất có sự khác nhau giữa thời điểm làm đơn và thời điểm xác nhận thì thời điểm xác lập đơn được tính theo thời điểm sớm nhất ghi trong đơn cộng giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của ủy ban nhân dân cấp xã cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất. Cộng giấy tờ về việc kê khai đăng ký nhà cửa được Ủy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất có nhà ở. Cộng giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ. Chiến sĩ làm nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo chỉ thị 282 trên CTQP ngày 11 tháng 7 năm 1991 mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ chiến sĩ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới di dân tái định cư được ủy ban nhân dân cấp huyện cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giấy tờ của nông trường lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường lâm trường để làm nhà ở nếu có giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở công trình về việc xây dựng sửa chữa nhà ở công trình được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép, giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, đơn đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban Nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 1 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận, giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan tổ chức để bố trí đất cho cán bộ. Công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân cấp cho cán bộ. Công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ. Công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quý nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý. Kinh doanh theo quy định của pháp luật. 8 bản sao của các loại giấy tờ 1 2 3 4 5 6 7 trừ sổ mục kê đất Sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện. Cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó. Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng thỏa mãn một số điều kiện nhất định vẫn sẽ được cấp sổ đỏ. Cụ thể như sau: Trường hợp 1. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014 mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau. Cộng có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Cộng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn cộng được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp. Trường hợp 2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất từ trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2004 mà không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau. Cộng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2004, cộng không vi phạm pháp luật về đất đai, cộng được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch